Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 57, phẩm Địa Thế Gian thứ 38, phần 5. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tập khí, những gì là 10? Đó là tập khí Bồ Đề Tâm, tập khí căn lành, tập khí giáo hóa chúng sinh, tập khí thấy Phật, tập khí thọ sinh nơi thế giới thanh tịnh, tập khí hạnh, tập khí nguyện, tập khí ba la mật, tập khí tư duy pháp bình đẳng, tập khí đủ thứ cảnh giới khác biệt, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tập khí phiền não, đắc được đại trí tập khí, trí huệ chẳng có tập khí của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tập khí. Tập khí là gì? Tập tức là tập nhiễm, học được từng chút, khí là tư tưởng và hành vi. Tóm lại, tức là những gì mình muốn, những gì mình nói thành thói quen, trở thành tập quán, tập dần thành bình thường. Giống như tôn giả Kaliu Đà Di, mỗi lần đến sông Hằng liền nói với thần sông rằng, tiểu ti ngưng chảy. Vị thần sông đó là người nữ, trong quá khứ đã từng làm nô tỳ trong nhà của tôn giả Kaliu Đà Di. Vị thần sông nghe những lời đó thì chẳng vui tí nào, thật là khó mà nhẫn nại được. Bèn đi đến chỗ Đức Phật, nói tôn giả Kaliu Đà Di đối với cô ta chẳng lịch sự tí nào. Cô ta bạch với Đức Phật rằng, Đức Thế Tôn đệ tử của ngài Kaliu Đà Di tuy chứng quả A-la-hán nhưng đối với người chẳng có lịch sự gì hết. Mỗi lần ngài đến bên bờ sông đều dùng thân phận A-la-hán bức bách con. Ngài kêu con tiểu tỳ ngừng chảy, tuy còn là nữ cũng không nên kêu là tiểu tỳ. Do đó Đức Phật kêu tôn giả Kaliu Đà Di đừng có gọi như thế nữa. Lúc đó trong tâm của vị thần sông rất vui, tôn giả Kaliu Đà Di cũng nhận điều không phải của mình. Sau đó tôn giả Kaliu Đà Di đối với thần sông nói, tiểu tỳ đừng giận, vẫn gọi cô ta là tiểu tỳ. Thần sông không nói gì và bỏ đi. Đó là câu chuyện về tập khí thành tự nhiên. Thần sông rất buồn bã bỏ đi. Có người chẳng minh bạch nguyên nhân bên trong, bèn hỏi Đức Phật rằng, tại sao tôn giả Kaliu Đà Di khi gặp vị thần sông thì gọi là tiểu tỳ? Đức Phật nói với chúng đệ tử trong pháp hội rằng, vì đời quá khứ cô ta là nô tỳ trong nhà của Kaliu Đà Di, ông ta kêu đã quen rồi, bất cứ ở đâu cũng đều cô ta là tiểu tỳ, cho đến hiện tại cũng vẫn gọi cô ta là tiểu tỳ. Đó là tập khí, do đó bất cứ cái gì tập lâu dần sẽ thành một thứ tập khí. Những gì là 10? Đó là một tập khí Bồ Đề Tâm. Bồ Tát đều phát Bồ Đề Tâm, tức cũng là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. 2. Tập khí căn lành. Bồ Tát luôn luôn gieo trồng căn lành cho chính mình, tài bồi căn lành cho chính mình, cũng khiến người khác tăng trưởng căn lành, thành thục căn lành. 3. Tập khí giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát luôn luôn giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh. Tại sao? Vì Bồ Tát coi mình và chúng sinh đều đồng một thể, có tâm đại từ bi. 4. Tập khí thấy Phật. Bồ Tát thường hoan hỷ thấy tất cả chư Phật, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. 5. Tập khí thọ sinh nơi thế giới thanh tịnh. Bồ Tát có sinh tử, chẳng muốn dứt sinh tử. Tại sao? Vì muốn hóa độ chúng sinh, cho nên nguyện thọ sinh trong thế giới thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh. 6. Tập khí hạnh. Bồ Tát muốn hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức hồi hướng cho chúng sinh. 7. Tập khí nguyện. Bồ Tát thường phát nguyện lớn, lúc nào cũng giữ gìn lời nguyện của mình, y theo lời nguyện mà tu hành, chẳng giống như phàm phu chúng ta phát nguyện. Hôm nay vừa mới phát nguyện, ngày mai thì không giữ lời nguyện của mình đã phát ra. 8. Tập khí ba la mật. Bất cứ Bồ Tát làm gì, nhất định cũng làm đến nơi rốt ráo bờ bên kia. 9. Tập khí tư duy pháp bình đẳng. Bồ Tát thường tư duy pháp bình đẳng, đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. 10. Tập khí đủ thứ cảnh giới khác biệt. Bồ Tát thường quan sát đủ thứ cảnh giới khác nhau. Đó là 10 thứ pháp tập khí của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tập khí phiền não, đắc được đại trí tập khí, trí huệ chẳng có tập khí của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thủ, nhờ đó mà không dứt các Bồ Tát hạnh. Những gì là 10? Đó là thủ tất cả cõi chúng sinh vì giáo hóa rốt ráo, thủ tất cả thế giới vì nghiêm tịnh rốt ráo, thủ Như Lai vì tu Bồ Tát hạnh là cúng dường, thủ căn lành vì tích tập tướng tốt công đức của chư Phật, thủ đại bi vì diệt tất cả khổ của chúng sinh, thủ đại từ vì ban cho tất cả chúng sinh vui nhất thiết trí, thủ ba la mật vì tích tập các trang nghiêm của Bồ Tát, thủ thiện xảo phương tiện vì ở tất cả mọi nơi đều thị hiện, thủ bồ đề vì được trí vô ngại,
Lược nói, Bồ Tát thủ tất cả pháp, vì ở tất cả mọi nơi đều dùng trí sáng mà hiện rõ, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ không dứt các Bồ Tát hạnh, đắc được pháp không chỗ thủ vô thượng của tất cả Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thủ, nhờ đó mà không dứt các Bồ Tát hạnh. Những gì là 10? Đó là một thủ tất cả cõi chúng sinh, vì giáo hóa, rốt ráo hết thảy chúng sinh, khiến cho họ đều thành Phật, tuyệt đối chẳng bỏ một chúng sinh nào. Hai thủ tất cả thế giới, vì rốt ráo thành tựu thanh tịnh trang nghiêm thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được khoái lạc. Ba thủ Như Lai, vì tại nhân địa tu Bồ Tát hạnh là cúng dường các Như Lai. Bốn thủ căn lành, vì tích tập tướng tốt công đức của chư Phật, nghĩa là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Năm thủ đại bi, vì hay diệt trừ khổ đau của tất cả chúng sinh. Sáu thủ đại từ, vì ban cho tất cả chúng sinh vui nhất thiết trí. Bảy thủ ba la mật, vì tích tập các trang nghiêm của Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ. Tám thủ thiện xảo phương tiện, vì ở tất cả mọi nơi đều thị hiện giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh liệt khổ được vui. Chín thủ bồ đề, vì đắc được trí huệ vô ngại. 10. Lược nói Bồ Tát thủ tất cả pháp, vì ở tất cả mọi nơi đều dùng trí huệ sáng suốt mà thị hiện rõ tất cả pháp. Đó là 10 pháp thủ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ không đoạn tuyệt các Bồ Tát hạnh, đắc được pháp không chỗ thủ vô thượng của tất cả Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp tu. Những gì là 10? Đó là tu các ba la mật, tu học, tu huệ, tu nghĩa, tu pháp, tu xuất ly, tu thị hiện, tu siêng thực hành chẳng giải đãi, tu thành đẳng chánh giác, tu chuyển bánh xẻ chánh pháp. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tu vô thượng, tu tất cả pháp. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 pháp tu. Những gì là 10? Đó là một tu tất cả các ba la mật, hai tu tất cả học thức, ba tu tất cả trí huệ, bốn tu tất cả nghĩa lý, năm tu tất cả Phật pháp, sáu tu pháp xuất ly và cõi, bảy tu thị hiện pháp thần thông, tám tu siêng thực hành pháp chẳng giải đãi, chín tu thành đẳng chánh giác, 10 tu chuyển bánh xe chánh pháp. Đó là 10 pháp tu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tu vô thượng, tu tất cả pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thành tựu Phật pháp. Những gì là 10? Đó là chẳng lìa thiện tri thức thành tựu Phật pháp, tin sâu lời Phật thành tựu Phật pháp, chẳng phỉ báng chánh pháp thành tựu Phật pháp, dùng vô lượng vô tận căn lành hồi hướng thành tựu Phật pháp, tin hiểu cảnh giới Như Lai không bờ mé thành tựu Phật pháp, biết cảnh giới của tất cả thế giới thành tựu Phật pháp, chẳng bỏ cảnh giới của pháp giới thành tựu Phật pháp, xa lìa cảnh giới các ma thành tựu Phật pháp, chánh niệm cảnh giới của tất cả chư Phật thành tựu Phật pháp, thích cầu cảnh giới thập lực của Như Lai thành tựu Phật pháp. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ thành tựu được đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thành tựu Phật pháp. Những gì là 10? Đó là một, chẳng lìa thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức mới thành tựu Phật pháp. 2. Phải tin sâu lời của Phật dạy mới thành tựu Phật pháp. 3. Chẳng phỉ báng chánh pháp mới thành tựu Phật pháp. 4. Dùng vô lượng vô tận căn lành hồi hướng pháp giới tất cả chúng sinh mới thành tựu Phật pháp. 5. Tìm hiểu cảnh giới Như Lai không bờ mé mới thành tựu Phật pháp. 6. Biết cảnh giới của tất cả thế giới mới thành tựu Phật pháp. 7. Chẳng bỏ cảnh giới của pháp giới mới thành tựu Phật pháp. 8. Ra lìa cảnh giới các ma mới thành tựu Phật pháp. 9. Chánh niệm cảnh giới của tất cả chư Phật mới thành tựu Phật pháp. 10. Thích cầu cảnh giới thập lực của Như Lai mới thành tựu Phật pháp. Đó là 10 pháp thành tựu Phật pháp. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được thành tựu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thối thất Phật pháp nên phải xa lìa. Những gì là 10? Đó là khinh mạn thiện tri thức thối thất Phật pháp, sợ khổ sinh tử thối thất Phật pháp, chán tu Bồ Tát hạnh thối thất Phật pháp, chẳng thích trụ thế gian thối thất Phật pháp, đắm trước tam muội thối thất Phật pháp, chấp lấy căn lành thối thất Phật pháp, phỉ báng chánh pháp thối thất Phật pháp, dứt Bồ Tát hạnh thối thất Phật pháp, thích đạo nhị thừa thối thất Phật pháp, hiềm hận các Bồ Tát thối thất Phật pháp. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát xa lìa pháp này thì sẽ vào đạo lìa sanh tử của Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thối thất Phật pháp nên phải xa lìa. Những gì là 10?
Đó là một, khinh mạn thiện tri thức, khinh thường người tu hành thì sẽ thối thất Phật pháp. Hai, sợ khổ sinh tử, cảm thấy quá khổ, chẳng biết tu hành thì sẽ thối thất Phật pháp. Ba, nhàm chán tu Bồ Tát hạnh thì sẽ thối thất Phật pháp. Bốn, chẳng thích trụ ở thế gian thì sẽ thối thất Phật pháp. Năm, đắm trước vị thiền của tam muội thì sẽ thối thất Phật pháp. Sáu, chấp lấy căn lành thì sẽ thối thất Phật pháp. Bảy, phỉ báng tất cả chánh pháp thì sẽ thối thất Phật pháp. Tám, dứt Bồ Tát hạnh thì sẽ thối thất Phật pháp. Chín, thích đạo nhị thừa thì sẽ thối thất Phật pháp. Mười, hiềm hận các Bồ Tát thì sẽ thối thất Phật pháp. Đó là 10 pháp thối thất Phật pháp. Nếu các Bồ Tát xa lìa các pháp này thì sẽ vào đạo lìa khỏi sanh tử của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo lìa sanh. Những gì là 10? Đó là: thứ nhất, sinh ra bát nhã ba la mật mà luôn quan sát tất cả chúng sinh. Thứ hai, xa lìa các kiến mà độ thoát tất cả chúng sinh kiến ràng buộc. Thứ ba, chẳng niệm tất cả tướng mà chẳng bỏ tất cả chúng sinh chấp tướng. Thứ tư, vượt qua bà cõi mà thường ở tại tất cả thế giới. Thứ năm, vĩnh địa phiền não mà cùng ở với tất cả chúng sinh. Thứ sáu, được pháp địa dục mà thường dùng đại bi thương xót tất cả chúng sinh chấp trước dục. Thứ bảy, thường thích tịch tĩnh mà luôn thị hiện tất cả quyến thuộc. Thứ tám, lìa sinh thế gian mà chết đây sinh kia khởi Bồ Tát hạnh. Thứ chín, chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian mà chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian. Thứ mười, chư Phật Bồ Đề đã hiện ra ở trước mắt mà chẳng bỏ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo lìa sanh. Những gì là 10? Đó là: một, thứ nhất, sinh ra bát nhã ba la mật mà luôn quan sát tất cả chúng sinh. Hai, thứ hai, xa lìa các kiến, tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến, phàm là tà trì tà kiến đều phải xa lìa mà hay độ thoát tất cả chúng sinh giảng của các kiến. Ba, thứ ba, chẳng niệm tất cả tướng cũng chẳng bỏ tất cả chúng sinh chấp tướng. Bốn, thứ tư, vượt qua ba cõi nhưng vẫn thường ở tại tất cả thế giới. Năm, thứ năm, vĩnh viễn lìa khỏi phiền não nhưng cùng ở với tất cả chúng sinh trong ba cõi. Sáu, thứ sáu, đắc được pháp lìa dục, tức là chẳng còn tâm tham dục, chẳng còn tâm nhiễm ô, chỉ có tâm thanh tịnh, tu hạnh thanh tịnh. Bồ Tát tuy lìa khỏi cảnh giới các dục nhưng thường dùng tâm đại bi thương xót tất cả chúng sinh chưa lìa được dục, giáo hóa chúng sinh chấp trước dục niệm, luôn chẳng bỏ chúng sinh. Bảy, thứ bảy, Bồ Tát thường thích tịch tĩnh, thích tu hành ở trong rừng sâu núi thẳm nhưng thường thị hiện tất cả quyến thuộc, như Phật tử quy y một vị đại đức cao tăng nào đó là quyến thuộc của vị đại đức cao tăng đó, giống như vạn Phật thánh thành là thánh địa Phật giáo rất là tịch tịnh, là chỗ tu hành rất tốt, cho nên rất nhiều người đến tu hành, tức là quyến thuộc của vạn Phật thánh thành. Tám, thứ tám, tuy Bồ Tát đã lìa sanh tử của thế gian nhưng Bồ Tát vẫn phải chết đây sinh kia sinh khởi Bồ Tát hạnh. Chín, thứ chín, chẳng nhiễm trước tất cả pháp thế gian nhưng vẫn chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian. Mười, thứ mười, chư Phật Bồ Đề đã hiện ra ở trước mắt chứng được quả vị giác đạo nhưng chẳng xả bỏ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát đã phát ra. Đó là 10 pháp đạo chẳng lìa sanh của Bồ Tát. Phật tử, đó là 10 thứ đạo lìa sanh của Bồ Tát, lìa khỏi thế gian chẳng cùng với đời mà cũng chẳng tạp với hạnh nhị thừa. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được pháp quyết định của Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 thứ đạo lìa sanh của Bồ Tát, hay lìa khỏi thế gian chẳng cùng với pháp thế gian mà cũng chẳng tạp với hạnh của nhị thừa tu. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được pháp quyết định lìa khỏi ba cõi của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ pháp quyết định. Những gì là 10? Đó là quyết định sinh ra ở trong dòng dõi của Như Lai, quyết định trụ trong cảnh giới của chư Phật, quyết định biết rõ việc làm của Bồ Tát, quyết định an trụ các ba la mật, quyết định được dự chúng hội Như Lai, quyết định hay hiển giống tánh Như Lai, quyết định an trụ lực của Như Lai, quyết định vào sâu Phật Bồ Đề, quyết định với tất cả Như Lai đồng một thân, quyết định chỗ trụ với tất cả Như Lai không hai. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ pháp quyết định. Những gì là 10? Đó là: một, quyết định sinh ra ở trong dòng dõi của Như Lai; hai, quyết định trụ trong cảnh giới của chư Phật; ba, quyết định biết rõ việc làm của Bồ Tát; bốn, quyết định an trụ các ba la mật; năm, quyết định được sự chúng hội của Như Lai; sáu, quyết định hay hiển giống tánh Như Lai; bảy, quyết định an trụ trong 10 lực của Như Lai; tám, quyết định vào sâu Phật Bồ Đề; chín, quyết định với tất cả Như Lai đồng một pháp thân; 10, quyết định chỗ trụ với tất cả Như Lai không hai. Đó là 10 pháp quyết định của Bồ Tát.
Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo sinh ra Phật Pháp. Những gì là 10? Đó là tùy thuận bạn lành là đạo sinh ra Phật Pháp vì đồng trồng căn lành. Thâm tâm tìm hiểu là đạo sinh ra Phật Pháp vì biết tự tại của Phật. Phát thệ nguyện lớn là đạo sinh ra Phật Pháp vì tâm đó rộng lớn. Nhẫn căn lành của mình là đạo sinh ra Phật Pháp vì biết nghiệp chẳng mất. Tất cả kiếp tu hành không hèm đủ là đạo sinh ra Phật Pháp vì hết thuở vị lai. A Tàng kỷ thế giới đều thị hiện là đạo sinh ra Phật Pháp vì thành thục chúng sinh. Chẳng dứt hạnh Bồ Tát là đạo sinh ra Phật Pháp vì tăng trưởng đại bi. Vô lượng tâm là đạo sinh ra Phật Pháp vì một niệm khắp tất cả cõi hư không. Thù thắng hạnh là đạo sinh ra Phật Pháp vì gốc của sự tu hành không mất hoại. Giống Như Lai là đạo sinh ra Phật Pháp vì khiến cho tất cả chúng sinh thích pháp Bồ Đề Tâm, dùng tất cả pháp lành nương nhờ giữ gìn. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được danh hiệu Đại Trượng Phu. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo sinh ra Phật Pháp. Những gì là 10? Đó là: một, tùy thuận bạn lành, thiện tri thức là đạo sinh ra Phật Pháp vì cùng bạn lành gieo trồng căn lành. 2. Thâm tâm tìm hiểu tất cả Phật Pháp là đạo sinh ra Phật Pháp vì biết tự tại của Phật là vô ngại. 3. Phát thệ nguyện lớn là đạo sinh ra Phật Pháp vì tâm đó rộng lớn, do đó tầm bào thái hư lượng khắp pháp giới. 4. Nhẫn nại tu căn lành của mình là đạo sinh ra Phật Pháp vì biết làm công đức nghiệp lành tuyệt đối chẳng mất đi. 5. Trong tất cả kiếp tu hành không nhảm đủ là đạo sinh ra Phật Pháp vì hết thuở vị lai cũng chẳng ngừng nghỉ. 6. Trong A Tăng kỳ thế giới đều thị hiện giáo hóa chúng sinh là đạo sinh ra Phật Pháp vì thành tục tất cả chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật Đạo. 7. Chẳng dứt hạnh của Bồ Tát tu là đạo sinh ra Phật Pháp vì tăng trưởng tâm đại bi độ khắp tất cả chúng sinh, chấm dứt sinh tử. 8. Tâm từ bi vô lượng là đạo sinh ra Phật Pháp vì một niệm đầy khắp tất cả cõi hư không. 9. Hạnh thù thắng là đạo sinh ra Phật Pháp vì gốc của sự tu hành căn lành không khi nào mất hoại. 10. Giống Như Lai là đạo sinh ra Phật Pháp vì khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm, dùng tất cả pháp lành nương nhờ và giữ gìn. Đó là 10 thứ đạo sinh ra Phật Pháp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được danh hiệu Đại Trượng Phu. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 danh hiệu Đại Trượng Phu. Những gì là 10? Đó là: tên là Bồ Đề Tát Đoà vì Bồ Đề trí sinh ra. Tên là Maha Tát Đoà vì an trụ đại thừa. Tên là Đệ Nhất Tát Đoà vì chứng pháp đệ nhất. Tên là Thắng Tát Đoà vì giác ngộ thắng pháp. Tên là Tối Thắng Tát Đoà vì trí huệ tối thắng. Tên là Thượng Tát Đoà vì khởi thượng tinh tấn. Tên là Vô Thượng Tát Đoà vì khai thị pháp vô thượng. Tên là Lực Tát Đoà vì rộng biết 10 lực. Tên là Vô Đẳng Tát Đoà vì thế gian không gì sánh bằng. Tên là Bất Tư Nghỉ Tát Đoà vì một niệm thành Phật. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ thành tựu Đạo Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 danh hiệu Đại Trượng Phu. Những gì là 10? Đó là: một, tên là Bồ Đề Tát Đoà vì do Bồ Đề trí huệ sinh ra. 2. Tên là Maha Tát Đoà vì do an trụ trong đại thừa. 3. Tên là Đệ Nhất Tát Đoà vì chứng đắc pháp môn đệ nhất nghĩa. 4. Tên là Thắng Tát Đoà vì giác ngộ tất cả pháp thủ thắng. 5. Tên là Tối Thắng Tát Đoà vì đắc được trí huệ tối thắng. 6. Tên là Thượng Tát Đoà vì hay sinh khởi tâm tinh tấn tối thượng. 7. Tên là Vô Thượng Tát Đoà vì hay khai thị Phật Pháp vô thượng. 8. Tên là Lực Tát Đoà vì rộng biết 10 lực của Phật là không thể nghĩ bàn. 9. Tên là Vô Đẳng Tát Đoà vì hết thảy chúng sinh thế gian không gì sánh bằng. 10. Tên là Bất Tư Nghỉ Tát Đoà vì trong một niệm lập tức có thể thành Phật. Đó là 10 danh hiệu Đại Trượng Phu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ thành tựu Đạo Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo. Những gì là 10? Đó là: một, đạo là Bồ Tát đạo vì chẳng bỏ tâm Bồ Đề độc nhất. 2. Đạo là Bồ Tát đạo vì sinh ra trí huệ và phương tiện. 3. Đạo là đạo là Bồ Tát đạo vì hành không vô tướng vô nguyện, chẳng chấp ba cõi. 4. Hạnh là Bồ Tát đạo vì sáng trừ nghiệp chướng, tùy hỷ phước đức, cung kính tôn trọng khuyến thỉnh Như Lai, thiện xảo hồi hướng không ngừng nghỉ. 5. Căn là Bồ Tát đạo vì an trụ tịnh tín kiên cố bất động, khởi đại tinh tấn việc làm rốt ráo, một hướng chánh niệm không khác phàn duyên, khéo biết tam muội nhập sắc phương tiện, khéo hay phân biệt cảnh giới trí huệ. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo. Những gì là 10? Đó là: một,
Một đạo là Bồ Tát đạo, một đạo là đạo gì? Tức là Bồ Tát đạo, tức cũng là lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu, phải phát tâm Bồ Đề, phải cầu đạo Bồ Đề, đó là Phật thừa độc nhất vô nhị. Bồ Tát giữ gìn tâm Bồ Đề chẳng xả bỏ cũng chẳng thối chuyển. Hai, hai đạo là Bồ Tát đạo, hai đạo là đạo gì? Tức là đạo phước huệ song tu, tu phước tu huệ, phước huệ tròn đầy mới có thể thành Phật đạo, sinh ra nhất thiết trí và tất cả phương tiện. Ba, ba đạo là Bồ Tát đạo, ba đạo là đạo gì? Tức là hành không vô tướng vô nguyện. Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả không, cũng chẳng có tất cả tướng, cũng chẳng có mọi sự chấp trước, chẳng chấp trước dục của dục giới, chẳng chấp trước sắc của sắc giới, chẳng chấp trước vô sắc của vô sắc giới. Tóm lại tất cả đều không chấp trước. 4. Bốn hạnh là Bồ Tát đạo. Bốn hạnh là gì? Tức là Bồ Đề phước đức trí huệ sám hối, hay sám trừ nghiệp chướng thuở xưa, hay tùy hỷ phước đức vị lai, cùng kính tôn trọng tất cả chư Phật hiện tại, khuyến thỉnh Như Lai, thiện xảo hồi hướng vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bốn hạnh lại có thể nói là bốn hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Lại có thể nói là bốn pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó đều là đạo của Bồ Tát. Năm, năm căn là Bồ Tát đạo. Năm căn là gì? Tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. An trụ nơi tín căn thanh tịnh kiên cố bất động. Tại sao bất động? Vì gốc rễ sinh ra tầm đại tinh tấn, làm tất cả sự nghiệp đều rốt ráo. Một hướng chánh niệm tức là niệm, chẳng đi pha duyên tức là định, khéo biết tam muội tức là huệ, nhập xuất phương tiện, khéo hay phân biệt cảnh giới nhất thiết trí huệ. Sáu thông là Bồ Tát đạo, đó là thiện nhãn, đều thấy hết thảy các sắc trong tất cả thế gian, biết các chúng sinh chất đây sinh kia. Thiện nhĩ đều nghe chư Phật thuyết pháp, thọ chỉ nghĩ nhớ, dẫu vì chúng sinh tùy căn cơ mà diễn sướng. Thà tầm thông, biết được tầm người khác tự tại vô ngại. Túc mạng thông, nhớ biết quá khứ tất cả kiếp số, tăng trưởng căn lành. Thần túc thông, tùy sự ưng hóa tất cả chúng sinh, thể hiện đủ thứ khiến cho họ ưa thích pháp. Lậu tận thông, hiện chứng thật tế, khởi Bồ Tát hạnh chẳng đoạn tuyệt. 6. Sáu thông là Bồ Tát đạo. Sáu thông là gì? Tức là thiện nhãn thông, thiện nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Một, thiện nhãn thông có thể nhìn thấy được hết thảy nhan sắc trong tất cả thế gian, biết được tất cả chúng sinh chết ở chỗ đây rồi sinh về chỗ kia, nhìn thấy được rất rõ ràng. Hai, thiện nhĩ thông, mười phương chư Phật thuyết pháp đều nghe được, lại có thể thọ trì và nghĩ nhớ, rộng vì tất cả chúng sinh tùy căn cơ mà diễn sướng tất cả Phật pháp. Ba, tha tâm thông, biết được hết thảy vọng tưởng trong tâm người khác muốn nói gì, tại sao biết được? Vì tự tại vô ngại. Bốn, túc mạng thông, chẳng những biết sự việc đời này mà còn biết sự việc đời trước, có thể nhớ lại quá khứ tất cả kiếp số, tăng trưởng căn lành. Năm, thần túc thông, tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh, thể hiện đủ thứ khiến cho họ hoan hỷ Phật pháp. Sáu, lậu tận thông, hay hiện chứng thật tế, chẳng còn tất cả lậu, chẳng còn tất cả tập khí, hãy khởi Bồ Tát hạnh, vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Ngoài đạo chỉ có ngũ thông, chẳng có lậu tận thông, cho nên không thể chứng được Phật quả. Bảy, niệm là Bồ Tát đạo, đó là niệm Phật, trong một lỗ lồng thấy vô lượng chư Phật, khai ngộ tầm của tất cả chúng sinh, niệm pháp chẳng lìa tất cả chúng hội của Như Lai, ở trong tất cả chúng hội của Như Lai, thần thừa diệu pháp, tùy căn tánh dục lạc của các chúng sinh mà vì họ diễn nói khiến cho ngộ nhập, niệm tăng luôn thấy tương tục không ngừng nghỉ nơi tất cả thế gian thấy Bồ Tát, niệm xả biết rõ hạnh xả của tất cả Bồ Tát, tăng trưởng tâm bố thí rộng lớn, niệm giới chẳng bỏ tâm Bồ Đề đem tất cả các lành hồi hướng cho chúng sinh, niệm thiên thường nghĩ nhớ nhất sinh bổ xứ Bồ Tát cùng trải đầu xuất, niệm chúng sinh trí huệ phương tiện giáo hóa điều phục đến khắp tất cả không gián đoạn. 7. Bảy niệm là Bồ Tát đạo. Bảy niệm là gì? Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm xả, niệm giới, niệm thiên, niệm chúng sinh. Một, niệm Phật có thể ở trong một lỗ trần lồng thấy được vô lượng vô biên chư Phật, khai ngộ tâm của tất cả chúng sinh. Hai, niệm Pháp chẳng để khỏi tất cả chúng hội của Như Lai, ở trong tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai, thần thừa diệu Pháp tùy thuận căn của chúng sinh mà vì họ diễn nói diệu Pháp khiến cho chúng sinh ngộ nhập đạo Bồ Đề. Ba, niệm Tăng thường luôn thấy tương tục không dứt, thấy tất cả Bồ Tát nơi thế gian không có ngừng nghỉ. Bốn, niệm xả biết rõ hạnh hỷ xả của tất cả Bồ Tát, tăng trưởng tâm bố thí rộng lớn,
năm niệm giới, phải nghiêm trì giới luật, chẳng xả bỏ tâm bồ đề, đem tất cả các lành hồi hướng cho chúng sinh. 6. Niệm thiền, thường nghĩ nhớ nhất sinh bổ xứ Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất, tương lai sẽ đến nhân gian thành Phật. 7. Niệm chúng sinh, dùng pháp môn trí huệ phương tiện giáo hóa, để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh đến khắp tất cả, không khi nào gián đoạn, tùy thuận bồ đề. 8. Thánh đạo là Bồ Tát đạo, đó là hành đạo chánh kiến, xa lìa tất cả các tà kiến, khởi chánh tư duy, bỏ vọng phân biệt, tâm thường tùy thuận nhất thiết trí, thường hành chánh ngữ để bốn lỗi lời nói, thuận lời nói của bậc thánh, đường tù chánh nghiệp, giáo hóa chúng sinh khiến được điều phục, an trụ chánh mạng, khổ hạnh biết đủ, oai nghi chỉnh tề, tùy thuận hạnh bồ đề bốn bậc thánh, tất cả lỗi lầm đều lìa khỏi, khởi chánh tinh tấn, xỉ tù tất cả khổ hạnh của Bồ Tát, nhập vào mười lực không quái ngại của Phật, tâm thường chánh niệm để ghi nhớ tất cả lời nói âm thanh, trừ diệt tâm tán động của thế gian, tâm thường chánh định kéo vào môn giải thoát không nghĩ bàn của Bồ Tát, ở trong một tam muội sinh ra tất cả các tam muội. 8. Tùy thuận bồ đề 8 thánh đạo là Bồ Tát đạo. 8 thánh đạo là gì? Tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 1. Chánh kiến, phải tu hành đạo chánh trì chánh kiến, ra lìa đạo tà tri tà kiến. 2. Chánh tư duy, thường khởi sự suy nghĩ chánh đáng, xả bỏ tâm vọng tưởng phân biệt, trong tâm thường tùy thuận nhất thiết trí huệ, không tùy thuận tất cả ngu si. 3. Chánh ngữ, thường nói những lời chánh đáng, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không chửi mắng, đó là lìa khỏi bốn lỗi của lời nói, phải tùy thuận lời nói của bậc thánh nhân. 4. Chánh nghiệp, luôn tu hành nghiệp chánh đáng, giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh cải tà quy chánh. 5. Chánh mạng, an trụ tại chánh mạng, tu hành đầu đà khổ hạnh, luôn luôn biết đủ, chẳng khởi tâm tham oai nghi chỉnh tề, theo đúng như pháp, tất cả phải đoan chánh, tùy thuận hạnh bồ đề giác đạo, tu hành bốn bậc thánh, tức là Phật, Bồ Tát, chuyên giác thành văn, tất cả lỗi lầm đều vĩnh viễn liệt khỏi. 6. Chánh tinh tấn, sinh tù tất cả khổ hạnh của Bồ Tát tu, chứng nhập vào cảnh giới mười lực không quái ngại của Phật. 7. Chánh niệm, trong tâm thường phải có ý niệm chánh đáng để ghi nhớ tất cả lời nói âm thanh, trừ diệt tâm niệm tán động của thế gian. 8. Chánh định, tâm thường nhập định chánh đáng, khéo nhập vào môn giải thoát không nghĩ bàn của Bồ Tát, ở trong một thứ tam muội sinh ra tất cả các tam muội. Nhập chín thứ để định là Bồ Tát đạo, đó là lìa dục sân hại mà dùng tất cả ngữ nghiệp nói pháp vô ngại, diệt trừ giác quán mà dùng nhất thiết trí giác quán giáo hóa chúng sinh, xả lìa hỷ ái mà thấy tất cả Phật tâm đại hoan hỷ, lìa vui thế gian mà tùy thuận vui xuất thế Bồ Tát đạo, từ đây bất động nhập vào vô sắc định mà cũng chẳng bỏ dục sắc thọ sanh, tùy trụ diệt tất cả tưởng thọ định mà cũng chẳng ngừng Bồ Tát hạnh. 9. Nhập chín thứ đệ định là Bồ Tát đạo. Chín thứ đệ định là gì? Tức là tại sắc giới có định căn bản của tứ thiền, tại vô sắc giới có định căn bản của tứ không xứ, và diệt thọ tưởng định còn gọi là diệt tận định. Phải lìa khỏi tâm dục niệm, sân hận thương hại mà dùng tất cả lời nghiệp để nói pháp vô ngại, rửa sạch tiêu trừ tất cả giác quán ác mà dùng nhất thiết trí huệ giác quán để giáo hóa tất cả chúng sinh, xả lìa hoan hỷ và tịnh ái mà thấy tất cả chư Phật tâm sinh đại hoan hỷ, lìa khỏi tất cả sự vui thế gian mà tùy thuận sự vui xuất thế Bồ Tát đạo, từ đây bất động nhập vào vô sắc định mà cũng chẳng bỏ thọ sanh dục giới và sắc giới, tuy nhiên trụ tại diệt tất cả tưởng thọ định, tư tưởng gì cũng không còn nữa, nhưng cũng chẳng ngừng hạnh của Bồ Tát tu. Học thập lực của Phật là Bồ Tát đạo, đó là trí khéo biết thị xứ phi xứ, trí khéo biết nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh quá khứ vị lai hiện tại, trí khéo biết căn thượng trung hạ khác nhau của tất cả chúng sinh tùy nghi thuyết pháp, trí khéo biết đủ thứ vô lượng tánh của tất cả chúng sinh, trí khéo biết kiến giải hạ trung thượng khác nhau của tất cả chúng sinh, khiến cho họ vào pháp phương tiện, trí khắp tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả ba đời, tất cả kiếp các hiện hình tướng oai nghi của Như Lai mà cũng chẳng bỏ hạnh của Bồ Tát tu, trí khéo biết tất cả các thiền giải thoát và các tam muội hoặc dơ hoặc sạch, thời với phi thời, phương tiện sinh ra các môn giải thoát của Bồ Tát, trí biết tất cả chúng sinh ở trong các loài chết đây sinh kia khác nhau, trí ở trong một niệm để biết tất cả kiếp số ba đời, trí khéo biết tất cả chúng sinh lạc dục các sự hoặc tập diệt sạch mà chẳng bỏ các Bồ Tát hạnh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này
thì sẽ đắc được tất cả đạo phương tiện thiện xảo vô thượng của Như Lai. 10. Học thập lực của Phật là Bồ Tát Đạo. Thập lực là gì? Tức là 1. Khéo biết về đạo lý này, đúng hay là không đúng. 2. Khéo biết về đủ thứ nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh, quá khứ, hiện tại, vị lai. 3. Khéo biết về căn thượng trung hạ khác nhau của tất cả chúng sinh, có thể tùy nghi thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. 4. Khéo biết về đủ thứ vô lượng tánh của tất cả chúng sinh. 5. Khéo biết về kiến giải phân biệt thượng trung hạ của tất cả chúng sinh, khiến cho họ nhập vào pháp phương tiện. 6. Có thể đầy khắp tất cả thế gian, tất cả cõi nước, tất cả ba đời, tất cả cõi nước, khắp thị hiện hình tướng và oai nghi của Như Lai, nhưng vẫn không xả bỏ hạnh của Bồ Tát tu. 7. Khéo biết tất cả các thiền giải thoát và tất cả tam muội, hoặc nhiễm cấu, hoặc là thanh tịnh, hoặc thời hoặc phi thời, phương tiện sinh ra tất cả các môn giải thoát của Bồ Tát. 8. Khéo biết về tất cả chúng sinh, ở trong sáu loài sinh tử không kỳ chấm dứt, chết ở đây lại sinh về kia có đủ thứ sự khác nhau. 9. Ở trong một niệm để biết tất cả số kiếp ba đời. 10. Khéo biết tất cả chúng sinh hoan hỷ các dục, tài sắc danh ăn ngủ năm dục, các sử, thân biến giới kiến tà năm lợi sử và tham sân si mạng nghi năm độ sử, hoặc kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc tập khí tập quán chẳng tránh đáng, có thể diệt chúng sạch hết.